Trong khi thằng bạn đang lựa đồ ăn thì tôi đã ra hiệu cho bạn nhân viên giả bộ lấy một gói bánh ra để tính tiền, nhưng không được cố ý nói to để cho thằng bạn nghe. Nó liền chạy sang chỗ tôi và nói rằng hãy xem tao thể hiện đây này, cứ nghĩ không thanh toán được nên tự tin lắm. Ai ngờ cô ấy lại nói của anh 10 tệ. Lúc này nó tháo kính ra rồi ưỡn ẹo qua lại để bạn nhân viên nhìn rõ hơn, nhưng không thay đổi được gì đâu anh bạn à, đã sập bẫy rồi thì khó thoát lắm.